Cái đấy là con làm cái gì đấy? Rồi, chớ cháu lại làm hỏng nó nữa rồi gì? Cháu không có làm hỏng. Ôi con ơi, thế là hỏng cái chổi của bà bây giờ. Cái chổi của bà ngoại với vào tay con hai vòng nó sắp hỏng ở nơi rồi. Con không nhìn đi. Đấy. À thế à? Nó như thế hả? Rồi. Con đi ra tận đầu ngõ rồi con mới vòng lại. Con gì vậy? Nó từ trong cái kia. Vậy là pin rông. Nó bay ra cái kia từ ra. Cái thằng này 5 tuổi rồi mà nói vẫn không mở miệng. Mở miệng to ra nói nó mới rõ chữ chứ cháu. Phải mở miệng to ra. Cô thì phải cô. Phải tập mở miệng ra. Cô, bác. Tập mở miệng ra thì nó mới rõ được chữ. Cô, bác. Đúng rồi, thấy không? Nó rõ chữ ra một chút nhá. Đúng rồi. Thế không? Cháu chỉ cần mở miệng to ra một chút nữa là chữ nó rõ hơn. Con đi đâu đấy? Con gì nó bay ra ngoài kia? Con chim bồ câu. Đúng rồi. Bồ câu. Ơ con ơi, mèo nó rét con. Viễn Long. Con để thả con mèo về chỗ cũ đi, nó lạnh con. Nó lạnh lắm. Đài nó cái gì mà nói ngọc. Ít cua đếc nghe rồi sao. Đã, ít chi là phá xe đi nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mấy tu rồi đó, hấp dẫn. Con thì mới nói chưa? Cái quần con nó bị tuột à? Đưa mẹ kéo nó, đưa mẹ cài lại cho con nào. Mang đây mẹ cài lại cho là, thỉnh thoảng cứ lại lấy tay kéo xách lên.